Audio Jungle. Audio Jungle. Xin chào tất cả các bạn. Trong quá trình sử dụng TV Samsung hay bất kể các TV khác, cũng có lúc bạn sẽ bị mất kết nối giữa TV với mạng internet của gia đình. Thì các biểu hiện của nó là khi bạn truy cập vào các ứng dụng mạng, nó sẽ hiển thị lỗi như màn hình bây giờ là lỗi bạn chưa kết nối internet, hoặc nó sẽ lên một cái thông báo to đùng ở giữa màn hình cũng hiển thị nội dung cũng là mất kết nối internet, hoặc là khi bạn vào các ứng dụng mạng internet như FPT hay là YouTube thì các bạn sẽ thấy nó bị đơ, lâu không truy xuất được vào video, hay là khi vào video thì nó cứ quay hoặc là hiện chữ đăng tải. Thì tóm chung lại thì tất cả trường hợp như thế thì các bạn chỉ cài đặt lại mạng wifi, giống như điện thoại mà bị mất kết nối mạng wifi thì các bạn sẽ vào mục cài đặt, sau đó vào mạng wifi, vào mục wifi để kết nối lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối theo cách đơn giản nhất mà sẽ khắc phục được tình trạng ấy. Thì với trường hợp TV nó thông báo lỗi như thế này thì các bạn bấm vào phím ngôi nhà và trên điều khiển. Phím ngôi nhà trên điều khiển mới có TV Samsung, của điều khiển Samsung, nó chính là cái phím menu. Thì các bạn bấm phím ngôi nhà một lần, sau đó di chuyển bên trái để vào mục cài đặt. Ở đây hình tròn này nó là lên này, xuống này, bên trái, bên phải. Thì sẽ di chuyển đến mục cài đặt, sau bấm OK, nút giữa nút OK. Ở đây thì nó sẽ hiển thị các nhiều cái tab, hình ảnh, âm thanh, phát sóng, mạng, hệ thống hỗ trợ. Thì ngay bây giờ chúng ta chỉ liên quan đến mục mạng, là mục thứ tư này, mạng. Khi di chuyển mũi tên xuống mục mạng, các bạn bấm sang phải một lần. Ở đây thì có trạng thái mạng, mở cài đặt mạng, tên thiết bị, cài đặt chuyên môn thì các bạn vào mục mở cài đặt mạng. Trong mục cài đặt mạng thì nó sẽ có hai hình thức cài đặt, đó chính là cáp và không dây. Đây, cáp thì nó sẽ hiển thị luôn với hình ảnh các bạn nhìn. Đây chính là với trường hợp TV không sử dụng mạng wifi mà cắm trực tiếp dây LAN vào TV thì các bạn chọn vào cáp. Còn nếu với trường hợp này mình đang sử dụng ở cửa hàng thì đang sử dụng mạng wifi, chính vì thế mà chúng ta chọn mạng không dây. Trong lúc thì TV sẽ quét ở xung quanh TV có bao nhiêu cái mạng wifi thì nó sẽ hiển thị lên. Như ở đây là mình hiển thị mấy cái mạng wifi này. Ở đây thì nó sẽ xếp là cái mạng wifi đứng đầu tiên là mạng wifi có chất lượng sóng khỏe nhất, thường chúng ta sẽ kết nối với mạng này vì đây chính là mạng của gia đình. Còn những cái mạng mà yếu hơn á, thì thường là mạng của nhà xóm. Ở đây có hai trường hợp. Đây là mình có hai cục wifi, một cục giang A1 là có cái khóa bên cạnh. Đây là khi cái mạng này là muốn kết nối được thì phải nhập password. Còn cái mạng điện máy giang A này thì là không có cái khóa, thì là kết nối các bạn chỉ bấm vào là xong. Đây mình sẽ hướng dẫn truy cập vào cái mạng là giang A1 có mật khẩu để hướng dẫn các bạn cách nhập mật khẩu. Bấm OK một lần này. Ở đây thì bây giờ mình sẽ nhập mật khẩu. Mật khẩu của mình từ 48. Trường hợp số này thì đơn giản, nhưng mà nếu các bạn sử dụng bằng chữ, có một số nhà còn là ví dụ như là chữ Quang Huy là mật khẩu thì là chữ Quy viết hoa, chữ H viết hoa, thường là như thế đó, các bạn hay nhầm lẫn. Chính vì thế mà vào một mật khẩu này thì các bạn bấm mũi tên, bấm vào trên điều khiển bấm một lần thôi, lên đây xong bấm OK thì nó sẽ hiển thị cái mật khẩu. Chứ nếu bỏ OK này thì nó sẽ hiển thị bằng dạng sao. Dạng sao thì thường hay nhầm lẫn. Với các bạn mà có mật khẩu dài bằng chữ hoặc là có chữ viết hoa, chữ viết thường thì rất hay nhầm. Chính vì thế mà hãy chọn vào mục hiển thị mật khẩu, nó sẽ hiển thị lên như thế này, chúng ta sẽ không bị nhầm. Và tâm lý là thường là khi TV mất mạng rồi bắt đầu cài đặt, đã phải cài đặt lại wifi rồi, sau đó lại mật khẩu sai thì lúc ý thì TV không kết nối vào mạng được, bắt đầu lại đổ tội là TV kém này, mà cửa bán cho cái TV đẹp nên là gây ức chế trong quá trình sử dụng. Chính vì thế mà các bạn lưu ý là khi nhập mật khẩu thì hay tốt nhất là hãy chọn vào hiển thị mật khẩu để hiển thị lên thì cho ra nhập chính xác, đỡ gây ức chế và cũng nhanh chóng hơn. Sau khi nhập mật khẩu xong thì các bạn di chuyển con trỏ, di chuyển con trỏ đến cái mục xong rồi bấm OK chờ một lúc để TV kết nối được vào với mạng wifi. Với trường hợp các bạn nhập đúng mật khẩu thì TV sẽ hiển thị như sau, như trên màn hình là TV đã được kết nối internet. Còn nếu sai nó sẽ báo lên thì các bạn phải nhập lại. Như thế này là TV đã được kết nối với mạng internet thành công. OK. Ra một.
Trường hợp này thì là bây giờ thì TV Samsung nó sẽ tự nhảy vào cái tự chạy cái kênh truyền hình đó. Kênh truyền hình của TV Samsung nó cài là sẵn rồi. Xem qua mạng. Để xem các ứng dụng trên mạng thì các bạn bấm vào phím ngôi nhà. Đây thì có Netflix này, BTV này, phim này, karaoke, kit này. Cái này dành cho trẻ em này. Đây trong này nó sẽ đề xuất ra mình nhiều cái ứng dụng. Các bạn chọn vào mục app. Thì trong này nó sẽ có toàn bộ cái ứng dụng của TV Samsung Model K năm 2016. Đây mình đang thử nghiệm trên con TV là 43K5500. Còn model mới năm nay là model M và model MU thì nó sẽ hiển thị vẫn như thế này nhưng mà nó sẽ hơi khác một chút. Thì clip sau mình sẽ làm bằng cái model đi. Đây thì có nhạc của tôi này. Các bấm vào đây. Ở đây là mình đang hướng dẫn vào mục app thì nó sẽ là có tất cả các ứng dụng của TV. Có cả ứng dụng đã cài đặt hoặc chưa cài đặt. Thì trong này là cái ứng dụng nhạc của tôi là chưa cài đặt. Thì các bạn thích phần mềm này các bạn bấm OK để nó tải về. Thực chất là TV mới đầu mới mua về thì cửa hàng và hoặc là từ Samsung chỉ cài một số cái phần mềm mà mình hay sử dụng thôi. Tránh bị đẩy máy đẩy bộ nhớ và lây ra đơ. Là mình về mình thấy phần mềm nào mình thích mình thử thêm. Chờ một tí để TV cài đặt. Trong này thì có nhiều rất nhiều phần mềm. Và theo các chủ đề phổ biến này, video phong cách giải trí. Thường là mình thấy khách hàng của mình bán hàng thì thường sử dụng cái phần mềm YouTube này. Hoặc là cao kê này cũng ít. Cái kit này cũng hay dùng. Chủ yếu là dùng phần mềm như của YouTube thôi. Sau đó thì phần mềm kit hoặc là FPT Play. Đây. Chủ yếu là dùng hai phần mềm này. Thì ở đây mình sẽ bảo trừ cái YouTube nhé. YouTube thì thường là đọc thế nhưng mà ở đây là quê thì hay đọc là YouTube. Đây thì để sử dụng thì các bạn muốn nó sẽ lên đề xuất ở trên TV những cái clip mà người sử dụng hay dùng hoặc là cái lịch sử trước bạn dùng. Nếu muốn tìm video theo ý thì các bạn di chuyển lên bấm mũi tên lên cho khi nào nó sáng ở chỗ tìm kiếm chỗ kính lúp này, bấm OK, chọn bài hát mà mình thích này. À, ví dụ chọn ba em của mình. Đây, mình chọn bài em của ngày hôm qua đi. À. OK. À, như thế này là đã xem rất OK rồi. Trong quá trình sử dụng về TV Samsung hoặc bất kể cái TV nào. Các bạn muốn có câu hỏi thì hãy comment ở dưới hoặc là gọi lại trực tiếp cho số hotline của cửa hàng. Bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Audio Jungle. Audio Jungle.